Bị lạc con nơi chốn đông người luôn là nỗi lo sợ và ám ảnh của các bậc phụ huynh, nhất là những cái vụ bắt cóc, xâm phạm thân thể trẻ em, thậm chí là giết để phi tang. Với một cái phút giây lơ là, chúng ta có thể mất các cháu vĩnh viễn. Hãy cẩn thận hơn và dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ các bé. Xin chào mọi người. Trên tay mình hôm nay là một cái sợi dây đai loại thép, và sợi dây này thì nó giúp cho trẻ không bị lạc mỗi khi mà đi chơi với bố mẹ ở những cái nơi đông người. Sản phẩm này thì giá nó khá mắc hơn với những cái khác đó, nên là mình sẽ trên tay kỹ để cho bố mẹ xem. Rồi, chiều dài họ cũng ghi là 2,5 mét. Đây, nó đơn giản như vậy, một bên cổ tay của bố mẹ và một bên là của bé. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái sợi dây này. Chiều dài của nó là 2,5 mét, và ở trong đây là nó có lõi thép. Đấy, lõi thép thì chúng ta cắt nó sẽ không bị đứt. Và kế đến là hai cái đầu dây nối với cái cổ tay cũng bằng thép luôn. Và cái này thì nó đặc biệt là nó có thể xoay 360 độ. Đó, nó xoay như thế này để giúp cho nó cái dây nó không bị xoắn lại. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái phần ở chỗ cổ tay. Mọi người thấy cái độ hoàn thiện của nó khá là ổn, rất là đẹp của Trung Quốc, mà cái này nó nhìn nó khá là chất lượng đấy. Đây, và nó được gà lại như thế này. Đây, mình thử nha, gà ít thôi và mình giật ra. Đây, dạ, khá là cứng. Ở bên trong là cái mút, là cái phần tiếp xúc với cái cổ tay của các bé nè, mọi người thấy không? Và ở bên đây chỉ có bên cổ tay của bé thôi, thì nó có một cái khóa khi chúng ta gà lại như thế này. Và ở bên bố mẹ nó sẽ có cái chìa khóa để chúng ta gà lại, và nó rất là cứng, bé không có tự ý để tháo ra được. Tuy nhiên thì mình không đánh giá cao cái khóa này lắm. Mọi người có thể lấy một cái vật dụng khác đó, hoặc là ai có móng tay dài đó, chỉ cần vặn qua một cái là xong thôi. Nhưng mà mình thấy thì có cũng đỡ. Bé thì còn nhỏ sẽ không tự ý vặn ra được. Tóm lại đây là một cái sản phẩm mà mình thấy nó khá chất lượng so với những cái cùng tính năng mà mình bắt gặp ở trên mạng. Hy vọng là qua cái video này bố mẹ nào đang muốn mua sẽ có thêm một cái sản phẩm nữa để tham khảo. Link thì mình sẽ để ở trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo.